Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức đang nóng bỏng và gây náo loạn xôn xao ở nước Pháp thưa quý vị. Đó là đương kim tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa bị một người trong đám đông đã tác tài thưa quý vị thì uh, câu chuyện là ông uh, tổng thống Emmanuel uh, hay là Emmanuel Macron đi uh, thăm dân chúng thì ông đến thăm một trường trung học ở thành phố Ten Lemitate. Thì uh, sau đó ông tiếp tục uh, đi ra thăm một đám đông và bất ngờ trong đám đông thì uh, có một người uh, trung niên đã tác tai vào mặt của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thì sự việc ngay lập tức đã được uh, lực lượng uh, cận vệ xông vào bảo vệ cho tổng thống Pháp và lực lượng cảnh sát Pháp cũng đã bắt đi uh, hai người. Thì có thể nói hai người này là rất cực đoan. Một người là trực tiếp tác trai vào tổng thống Pháp và người thứ nhì là đứng uh, quay phim lại. Thì cảnh sát đã khám nhà và cho biết rằng. Uh, đã tìm thấy được uh, vũ khí và thậm chí là có cả sách uh, tung hô Hitler thì có thể nói đây là hai thành phần uh, cực đoan. Thì việc Tổng thống Pháp bị tắt tay có thể nói uh, gây một sự chấn động cho làng chính trị gia của nước Pháp và nhiều chính trị gia của nước Pháp chẳng hạn như bà Marine Le Pen cũng đã lên án việc uh, tấn công hành hung đối với những chính trị gia của nước Pháp và đặc biệt đây là tổng thống đương kim của nước Pháp. Thì uh, có thể nói rằng uh, ở trên tất cả các quốc gia trên thế giới việc tấn công vào người đứng đầu quốc gia thì chắc chắn là sẽ bị án tù uh, rất nặng. Theo chúng tôi biết là ít nhất trên 10 năm tù cho tới 20 năm thậm chí có những quốc gia là án trung thần hoặc tử hình thưa quý vị nếu mà có những ý đồ những âm mưu hãm hại đương kiềm tổng thống thì đó là câu chuyện về pháp luật nhưng mà ở đây chúng tôi nói rằng với cái sự lãnh đạo của tổng thống Emmanuel Macron đã làm cho nước Pháp hiện nay đang đứng ở hàng thứ tư trên thế giới về dịch bệnh Covid-19 với trên 5 triệu 700 ngàn người nhiễm bệnh và trên 117 ngàn người đã tử vong thì nước Pháp đang đứng hàng thứ tư đứng đầu là nước Mỹ kế đến là Ấn Độ đứng thứ ba là Brazil và đứng thứ tư là nước Pháp và nước Pháp có dân số là 67 triệu người và 5 triệu 700 ngàn người nhiễm bệnh. Chúng ta thấy rằng con số xít soát trên 8% dân số đã nhiễm COVID-19. Do đó chúng ta thấy là đã có cái sự không hài lòng đối với đường kim tổng thống Emmanuel Macron. Và cái sự phẫn nộ của người dân đã thể hiện qua việc là một cái tác tài thì có thể nói rằng Các ông bà chính trị gia Thường hay hứa hảo Hứa lèo Thường nói ít Nhưng mà xích cho nhiều Và kết quả thì thật là tệ hại Đứng hàng thứ tư trên thế giới Về dịch bệnh Covid-19 Do đó là chúng ta thấy Cái sự phẫn nộ của người dân Là có thật Do đó các ông bà chính trị gia Ở nước Pháp hiện nay thì đang ồn ào lên án việc hành hung tổng thống pháp nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng phải hiểu cái lòng dân là đang lo lắng từng ngày về cái dịch bệnh đang hoành hành và việc mà tổng thống pháp người dân không cần biết ông đã ban hành những cái chính sách gì làm như thế nào nhưng mà cái kết quả tệ hại thì tổng thống pháp phải nhận trách nhiệm và có thể năm tới là nước pháp bầu lại tổng thống do đó chúng ta thấy trong năm nay thì ông tổng thống đương kim emmanuel macron đã rất tích cực đi vận động kể cả đến những nơi rất hẻo lánh những nơi ít dân à, tuy nhiên là lực lượng cận vệ của ông cũng rất vất vả với những cái buổi gặp gỡ người dân Quá là gần như thế này thì rất nguy hiểm. Chưa kể là nếu những người dân nào hoặc là những thành phần khủng bố có thể mang vũ khí và tấn công trực tiếp vào người đứng đầu nước Pháp. Và lúc đó thì lực lượng cảnh vệ chắc chắn là sẽ bị lên án. Và đã lóng lẽo để mà tổng thống đương kim bị tấn công rồi quý vị. Thì có thể nói đây là một cái lời cảnh tỉnh cho những ông bà làm chính trị gia Nhưng mà bất cẩn gây nên đại dịch, dịch bệnh Và người dân đã phản ứng Ở đây chúng tôi nói với tư cách là người dân Mặc dù có một số báo chí ở Pháp Gọi những người tấn công này là những thành phần cực đoan quá khích điên cuồng nhưng mà đứng trên cái khía cạnh người dân thì chắc chắn là họ cũng bức xúc. Người dân đây là người dân Pháp thưa quý vị. Với sự đóng cửa liên tục, liên miên, cách ly, giãn cách xã hội, phong tỏa mà vẫn chưa có triệu chứng thuyên giảm. Và có thể nói rằng đây là một cái sự khó khăn cho nước Pháp. Vào đầu mùa dịch thì nước Anh, nước Ý là những nước bị dịch nặng nhưng mà họ đã tìm cách kiểm soát được. Còn nước Pháp thì vẫn lây hoay trong cái vấn đề kiểm soát dịch thưa quý vị. Còn số dịch vẫn gia tăng, còn số tử vong vẫn gia tăng. Đó là cái lý do mà người dân phẫn nộ thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Bú Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.